cuối cùng rồi đệ nhất phu nhân của chúng ta đã phải chính thức xin lỗi cộng đồng người Mỹ Latin vì bà ví họ là cái bánh taco mà ăn breakfast, ăn buổi sáng sớm, ăn điểm tâm. Đây là bản tin rất là lý thú, và quý vị cũng biết là chúng tôi đã loan cái tin này cách đây một ngày liên quan đến câu chuyện là trong cái dịp mà tiếp xúc để ca ngợi những người châu Mỹ Latin ở Hoa Kỳ thì bà vạ miệng, bà ca ngợi cái món ăn taco và ví những người Mỹ Latin này là cái bánh taco mà ăn điểm tâm. Thì ngay lập tức thì người dân châu Mỹ Latin người ta không có ưa, người ta phản đối, nói chúng tôi không phải là cái bánh taco mà chúng tôi là người châu Mỹ Latin, họ nói có nhẹ nhàng như vậy. Và cái phản ứng này không phải chỉ ở những nhà hoạt động mà trong tầng lớp của dân chúng bây giờ họ đi đâu họ cũng nói là cái bà nước Mỹ này, bà đệ nhất phu nhân mà nói như vậy, họ phản đối quá chừng trời. Cho nên văn phòng báo chí của đệ nhất phu nhân đã gửi lời xin lỗi. Đệ nhất phu nhân xin lỗi rằng lời lẽ của bà không ngụ ý ám chỉ, ngoài sự ngưỡng mộ và tình yêu thuần túy dành cho cộng đồng của người Mỹ Latin. Michael La Rosa là phát ngôn viên của đệ nhất phu nhân đã tuyên bố ngày hôm qua. Quý vị cũng nhớ là Hiệp hội ký giả gốc châu Mỹ Latin vào tối ngày 11 tháng 7 nói rằng bà Biden và các phụ tá của bà đã coi thường văn hóa của người châu Mỹ Latin. Đây là cái món ăn mà rất là quen thuộc, mà gần giống như là tiêu biểu của những người Mỹ-tơ hay là người châu Mỹ Latin nói chung, giống như chúng ta ăn chả giò hay là chúng ta ăn phở vậy đó. Bây giờ mà như chúng tôi đã nói ngày hôm qua, ai mà gặp mình nói hey, cái ông ăn phở là cái dân mày là dân dân phở thì mình nghe mình cũng buồn trong bụng. Thì đây có lẽ là vì vậy mà bà đệ nhất phu nhân ngày hôm nay phải chính thức lên tiếng nhờ loan báo là xin lỗi cộng đồng châu Mỹ Latin. Cái việc này là nó nặng nề lắm. Trở lại cho cô Mỹ Linh. Dạ kỳ thật ra đó Mỹ Linh nghĩ là cái này là để giúp phu nhân vạ miệng. Dạ tức là cái kiểu là khen khen tân bốc đó, mà tức là khi mà lời dùng những lời nói mà quá hoa mỹ, người ta nhiều khi mình nói nhiều quá thành ra nói hố. Ok, đôi khi mà cố gắng nói hoa mỹ và thể hiện tình cảm thôi, cuối cùng nó lại nghĩ sao ví người ta và như cái bánh taco. Dù là thật sự bánh taco rất là ngon, dạ taco với burrito dạ rất là hấp dẫn, nhưng mà không hiểu sao mà Mỹ Latin lại ngon giống như bánh taco được, thì không không thấy cái gì liên quan được. Tức là biết là chắc là bà muốn nói cái nét văn hóa ẩm thực của người Mỹ Latin là có cái bánh taco hấp dẫn đại loại gì hay là sao đó mà không hiểu sao, nhưng mà đây là một cái Mỹ vạ miệng. Linh có nhớ là bà là người mà luôn luôn kéo tay tổng thống mà nhắc nhở là anh nói sai cái này anh chỉnh lại cho đúng. Bây giờ tới phiên bà. Đây là cái bằng chứng nè. Khi mà Mỹ Linh nói rất là đúng, bà là một nhà giáo nhưng mà tại sao có cái chuyện này? Những người mà họ người châu Mỹ Latin họ làm những cửa hàng tạp hóa đó thì cái tiếng để chỉ cái món hàng đó, cái cửa hàng đó, nó tên của tiếng Mẹ đó là Bogotá, mà bả đọc sao đó là nó thành ra cái chữ là nó là cái chữ Bodegat, mà bả đọc thành ra là Bogotá. Mà hai cái đó mà khi nó nghĩa về tiếng Mẹ đó thì nó khác hẳn nhau và ngụ ý không có được tốt, đó cũng vạ miệng thôi, thấy không? Thì cái này là bà muốn làm tốt cho người ta mà cuối cùng rồi trở thành ra cái chuyện từ cái hoa mỹ mà thành ra rớt xuống xui, tổng thống cũng xui, bà cũng xui luôn. Dạ cái này vào miệng quá, đôi khi phải cẩn thận, với lại nhiều khi phát biểu trước public có nên soạn bài kỹ kỹ một chút thì có lẽ là tốt hơn, với lại nhất là với cương vị bà là một giáo sư nữa thì cũng nên cẩn thận trong cái lời ăn tiếng nói của mình thì much better. Dạ, và tiếp đến nữa là tổng thống của Sri Lanka đã chạy trốn khỏi đất nước và những người biểu tình đã xông vào văn phòng của thủ tướng trong khi tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố. Và tổng thống của Sri Lanka là Gotabaya Rajapaksa đã rời khỏi đất nước của mình
vào đầu ngày hôm nay, và chỉ vài ngày sau khi mà có hàng ngàn người biểu tình đã xông vào dinh thự của ông vì cuộc khủng hoảng kinh tế làm tê liệt hoàn toàn quốc gia. Tổng thống Rajapaksa và thủ tướng là Wickremesinghe đều đã đồng ý từ chức. Với việc từ chức của tổng thống sẽ có hiệu lực ngay lập tức vào vào ngày thứ tư của giờ của Sri Lanka, thì thủ tướng cho biết là ông sẽ từ chức khi chính phủ mới sẽ được thành lập. Nhưng mà những người biểu tình nói là họ muốn ông cũng như tổng thống vậy đó là rời khỏi chức vụ ngay lập tức luôn. Những người biểu tình đã xông vào văn phòng của tổng thống rồi làm việc của tổng thống ngay tại thủ đô, và cuối cùng là làm cho quốc gia hoảng loạn. Tổng thống sợ quá là đi lưu vong luôn, rời khỏi đất nước của mình. Và các nhóm này biểu tình đã đi qua khu vực của bức tường, bước vào văn phòng trong đám đông hò hét cổ vũ vẫy cờ của Sri Lanka, và cảnh sát đã sử dụng hơi cay cố gắng giải tán cái đám đông này nhưng mà không hề thành công. Và càng nhiều người hơn để tiến vào khu vực của dinh tổng thống và ngay ở phía sau văn phòng làm việc luôn. Vào sáng ngày thứ tư giờ địa phương thì người dân Sri Lanka đã tiếp tục đổ vào dinh của tổng thống. Như quý vị thấy, họ treo qua tường, leo vào bên trong văn phòng, leo đến các phòng làm việc luôn, và họ tiếp tục đổ vào dinh tổng thống ngày càng nhiều hơn. Và có nhiều người trong số họ đã đi ở khu vực bên ngoài của Colombo bằng những xe công cộng, và những người biểu tình cho biết là họ đã sẽ ở bên trong tòa nhà chính thức ở của quốc hội cho đến khi và những cái người lãnh đạo cao nhất của đất nước đi khỏi. Tổng thống, phu nhân, hai vệ sĩ đã rời đất nước trên một chiếc máy bay của không quân Sri Lanka để đến với cái hòn đảo rất là nổi tiếng là Maldives, và hình như là bây giờ là họ cũng đã chạy đi nơi khác rồi. Và sau đó thì tổng thống cũng sẽ bổ nhiệm thủ tướng làm quyền tổng thống, nhưng bây giờ thủ tướng cũng bắt buộc phải rời luôn. Cho nên là bây giờ người dân Sri Lanka phải tổ chức một cái cuộc bầu cử đặc biệt để bầu ra một chính quyền mới giúp đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo đói triền miên, một cuộc khủng hoảng kinh tế làm tê liệt luôn cả đất nước này. Nhưng mà họ bây giờ họ biểu tình, họ đột nhập vô nhà của tổng thống, họ chiếm luôn giường, chiếm luôn hồ bơi, họ cũng nhắm vô tòa nhà riêng của thủ tướng rồi phóng hỏa luôn. Và đây là một cái sự việc mà người dân vô cùng tức giận và nổi loạn chiếm luôn đất nước của mình luôn, thưa quý vị. Dạ thưa bác. Để tiếp tục đó là ông này đó, ông chạy qua một cái nước là Delhi, nhưng mà cái nước mà ông có quốc tịch đó thì người ta cũng truy sát ông luôn, cho nên bây giờ ông chạy qua tuốt Singapore rồi. Ông đi chuyển hướng, ông đi qua Singapore, ông xin tị nạn. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp mà chúng tôi gửi đến quý vị, Peter lấy giùm cho bản tin số 5. Facebook đã tới thời mạt vận, cắt 368 việc làm ở trụ sở trung ương. Meta, tức là công ty mẹ của Facebook, ngày hôm nay loan báo chính thức rằng hàng 368 nhân viên tại trụ sở chính ở thành phố Menlo Park, California đã hủy hợp đồng, tức là đuổi tất cả những nhân viên, trong đó quan trọng nhất là 10 người giám sát và 7 quản lý. Đây là đợt mà sẽ có hiệu lực cuối tháng này, hiệu lực từ ngày 25 tây tháng 17. Tất cả 368 nhân viên này buộc lòng phải nghỉ. Thưa quý vị, trước cái ngày này thì từ 2 tháng nay Facebook đã có nhiều người mới đứng trên hàng top sau lưng ông CEO, là có những phụ tá đình đám của công ty này cũng đã rời, họ từ chức hay là bị yêu cầu nghỉ việc được bồi thường. Tức là Facebook đương đến hồi mặt vận. Như chúng tôi nói với quý vị là Facebook cũng như là Twitter bây giờ đương trả lại tất cả những gì mà họ gây thù chuốc oán ra. Tức là mình nói là luân hồi, họ đã ỷ lại cái sức mạnh của họ, họ chèn ép, mà chèn ép quá thì ổng giàu, người này giàu thì có người khác giàu hơn, ông quyền lực thì gặp phải những người quyền lực hơn, vân vân. Thì đó là những cái mà chúng ta thấy cuộc đời nó lên lên xuống xuống. Facebook ngày hôm nay trở thành là một trong hai cái công ty, Twitter và Facebook là hai cái công ty về cái mạng truyền hình đương gặp những cái khó khăn về tài chính, về nhân sự, và cái tương lai tồn tại của họ không biết nó kéo dài đến bao lâu. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ cảm ơn bác.
Tiếp đến nữa là trong quá để mà làm lịch hẹn để tiêm vaccine cho bệnh đậu mùa khỉ đã bị quá tải ở thành phố New York. Trong quá để mà có thể book cái appointment để làm hẹn khi mà quý vị muốn tiêm cái vaccine cho đậu mùa khỉ tại thành phố New York đã bị đánh sập vào ngày thứ ba do lượng truy cập quá nhiều làm cho cái website bị stuck luôn và không cách nào mà để cho những cái mà quý vị yêu cầu được gọi là thông qua nữa. Cho nên bây giờ tất cả các lịch hẹn tiêm vaccine đậu mùa khỉ đã được đặt trước thì vẫn tiếp tục, nhưng mà do cái lượng mà đi vào trong website này là quá tải, ngay sau các cuộc hẹn mà bắt đầu là hẹn online được order vào chiều buổi chiều ngày hôm qua đó, thì trang web đã gửi một thông báo cáo lỗi rằng không thể đặt thêm lịch hẹn được nữa. Đó là theo Sở Y tế và Vệ sinh Tâm thần của thành phố New York đã trích vào ngày thứ ba cáo lỗi về việc website đã không thể hoạt động thêm. Thành phố nói rằng họ đã cảnh báo người dân khi có thể là làm thêm các lịch hẹn thì họ sẽ thông báo ra và lưu ý rằng những khó khăn về kỹ thuật sẽ gặp phải trên trang web và chỉ ra các bằng chứng là có các nhu cầu rất cao, mọi người lo sợ là sẽ bị lây lan bệnh đậu mùa khỉ. Và chúng tôi, cái website đã nói rằng chúng tôi xin lỗi về sự thất vọng đã gây ra và đang nỗ lực xây dựng cơ sở mạng tốt hơn để mà có thể quý vị đặt được các lịch hẹn một cách ổn định hơn khi chúng tôi thực hiện nhiều cuộc hẹn hơn với nguồn cung cấp vaccine có thể được tăng lên trong tuần tới. Và chúng tôi mong muốn nhận được nhiều liều thuốc hơn nữa trong tương lai gần để cung cấp cho người dân New York. Và ở trong trang web của cơ quan Sở Y tế và Vệ sinh Tâm thần của New York cũng cho thấy được rằng bệnh đậu mùa khỉ là một cái căn bệnh đang lây lan và lưu ý rằng những người dân muốn có cuộc hẹn tiêm vaccine thì họ cần phải làm lịch hẹn và cần phải có nhiều cái chỗ để ghi danh hơn, chứ nếu không là họ sẽ tiếp tục bị sốc nữa. Và theo Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa và Dịch bệnh CDC thông báo về bệnh đậu mùa khỉ, mặc dù là hiếm khi nào gây tử vong nhưng các triệu chứng nhẹ, cái này nó nhẹ hơn so với lại cái căn bệnh đậu mùa bình thường, nhưng mà nó có thể lây lan qua đường quan hệ tình dục khi hôn hoặc là khi mà tiếp xúc trực tiếp với lại cơ thể mà có chất dịch và hoặc là khi cơ thể đã bị đóng vẩy hoặc là đang phát ban và có qua những con đường khác nữa. Và dữ liệu của CDC đã cho tính đến chiều ngày thứ ba đã có 929 người bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trên toàn nước Mỹ. Thành phố New York và Washington DC đã cung cấp vaccine bệnh đậu mùa khỉ, đó là vaccine Genos và hai liều cho nam giới và đặc biệt là những người mà nam giới lưỡng tính, đồng tính nam và những người không phù hợp với giới tính và cũng như là những người phụ nữ chuyển giới, và đặc biệt là đây là những cái group người mà có khả năng bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ nhiều hơn so với lại những người khác, cho nên là họ là những người khuyến khích cần phải được tiêm vaccine về đậu mùa khỉ. Kính thưa quý vị, và đến nỗi mà quá tải luôn, tôi biết người ta cũng đang lo sợ dù rằng cái mức độ lây lan nó khó hơn nhiều so với lại cái bệnh COVID-19, nhưng mà người ta cũng đang lo ngại. Đến nay nước Mỹ có tới 929 người nhiễm bệnh rồi, cũng là con số rất là lớn rồi. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và nhiều niềm vui. Dạ, và chào bác. Vâng, kính chào quý khán giả của Đà. Chào cô Mỹ Linh. Good morning, Vietnam, America.